An Giang đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025. Gạo thương hiệu An Giang tiêu thụ thị trường nội địa khoảng 5.000 tấn, do lượng xuất khẩu đạt từ 45.000 đến 50.000 tấn. Đó là quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành tiêu trình chế biến gạo phục vụ đáng xây dựng và phát triển thương hiệu gạo tỉnh An Giang đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Tổng kinh phí dự kiến triển khai chương trình trên là 14,2 tỷ đồng. An Giang hiện có 23 doanh nghiệp được Bộ Công Thương cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Các công ty cũng từng bước hiện đại hóa các dây chuyền sản xuất và kỹ thuật công nghệ để đáp ứng theo yêu cầu tiêu chuẩn hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, đối với thương hiệu gạo An Giang, việc hệ thống quá cũng như tiêu chuẩn quá chất lượng sản phẩm gạo chế biến là vô cùng quan trọng và cần thiết. Theo đó, An Giang đề ra mục tiêu xây dựng một quy trình chế biến gạo đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng trong nước lẫn quốc tế từ nhà xưởng, kỹ thuật công nghệ, hệ thống máy móc, trang thiết bị, hệ thống quản lý chất lượng đến tiêu chuẩn sản phẩm, bao bì, đóng gói. Đến năm 2025, xuất khẩu gạo mang thương hiệu An Giang đạt tỷ lệ khoảng 10% trong tổng lượng gạo xuất khẩu của tỉnh. Lượng xuất khẩu đạt từ 45.000 đến 50.000 tấn. Năm 2030, xuất khẩu gạo mang thương hiệu An Giang đạt khoảng 100.000 tấn. Phấn đấu, gạo thương hiệu An Giang trở thành thương hiệu gạo quốc gia.